Hello, xin chào. Vâng, A Phủ Bình xin kính chào tất cả quý vị các bạn đang quay trở lại với video của A Phủ Bình trong ngày hôm nay. Thời gian vừa qua thì các quý nhà đầu tư cũng như là các quý vị cổ đông có thể nói rằng là bội thực thông tin về Skyway. Với A Phủ Bình thì đến giờ phút này khi nắm giữ cổ phần của tập đoàn công nghệ giao thông thông minh Skyway thì A Phủ luôn cảm thấy ưng cái bụng. Nếu quý vị và các bạn cũng cảm thấy ưng cái bụng giống như A Phủ Bình thì quý vị không quên hãy dành những cái tình cảm yêu mến đối với A Phủ Bình bằng những nút đăng ký kênh YouTube của Ngọc Bình cũng như là chia sẻ cái video mà quý vị thấy hay, hữu ích đến cho nhiều quý nhà đầu tư nắm bắt được cơ hội sở hữu cổ phần của Skyway trước khi nó khép lại quá trình gọi vốn vào cổ phần gốc. Kính thưa tất cả quý vị các bạn, kính thưa tất cả các quý nhà đầu tư, quý vị cổ đông tập đoàn Skyway. Dự án Skyway của chúng ta hiện nay đã và đang đi những cái bước phát triển rất là vững chắc. Đặc biệt hơn thì hàng loạt các cái truyền thông, truyền hình uy tín quốc tế đã vào cuộc đưa tin. Và những cái công bố về dự án Skyway đã sẵn sàng thương mại trong những năm tiếp theo. Đây là một cái bước nhảy vọt cho quá trình phát triển của tập đoàn. Đặc biệt là chúng ta đang tham gia triển lãm Expo Dubai. Và đây là sự kiện quy mô lớn trên toàn cầu. Trung tâm đổi mới công nghệ cao tại Sharjah thì thường xuyên đón các cái phái đoàn chính phủ các quốc gia đến tham quan rồi trực tiếp trải nghiệm cái công nghệ giao thông của chúng ta. Vâng thì quay trở lại với nội dung video ngày hôm nay, A Phủ Bình sẽ gửi tới quý vị các bạn một bài viết trên trang USkyTransport. Một bài viết vào ngày 3 tháng 11 năm 2021. Đó là gì ạ? Xin mời quý vị các bạn cùng với A Phủ Bình, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một bài viết ngay sau đây. Đây thưa quý vị, đó là ngày 3 tháng 11 năm 2021. Thì trên trang USkyTransport, và chúng ta đã biết rằng là trang USkyTransport.com, đây là trang công nghệ Skyway của chúng ta ở khu vực Trung Đông đúng không ạ? Ở khu vực UAE. Và bài viết có tựa đề Vận tải hành khách và hàng hóa USkyTransport đã sẵn sàng gia nhập thị trường thương mại toàn cầu vào năm 2022. Và chúng ta cùng tìm hiểu thông tin chi tiết. Vào cuối tháng 10, Trung tâm Khảo thí và Chứng nhận USkyTransport đã tổ chức một cuộc họp báo quốc tế. Phát biểu khai mạc, Ngài Hussein Amamoji, Giám đốc điều hành của SATI Park, cho biết các công ty khởi nghiệp gặp phải những khó khăn nhất định khi bắt đầu hành trình. Do đó, SATI Park đã tạo ra một môi trường thoải mái cho các công ty để họ có thể khởi động các dự án của mình thành công. Tiến sĩ Anatoly Zhilinsky, người sáng lập và nhà thiết kế chung của USkyTransport, đã trình bày với luận điểm chính rằng USkyTransport đã trở thành phương tiện giao thông của ngày hôm nay chứ không phải là phương tiện giao thông của tương lai. Vâng, đây là cái câu mà chúng ta cần phải phân tích. Chủ tịch tập đoàn của chúng ta, Ngài Anatoly Zhilinsky, đã nói lên một cái luận điểm rằng là USkyTransport đã trở thành phương tiện giao thông của ngày hôm nay chứ không phải là giao thông của tương lai. Điều đó có nghĩa là phương tiện giao thông USkyTransport, các cái công nghệ Skyway của chúng ta đã đi vào thương mại chứ không còn phải là ở tương lai nữa rồi, quý vị ạ. Nếu chúng ta nhìn rộng ra, phân tích sâu rộng ra câu nói này của Ngài Zhilinsky, chúng ta thấy là công nghệ giao thông USkyTransport đã hiện hữu trước mắt chúng ta. Và các nhà đầu tư cũng như là các đối tác của tập đoàn
rồi các phóng viên báo chí quốc tế đã đến trung tâm Sharia và họ trải nghiệm trực tiếp. Vâng, không còn là tương lai rồi, không còn giống như những bộ phim khoa học viễn tưởng nữa rồi quý vị ạ. Đó là điều thực tế và chúng ta đã thấy được USCA, tức là phương tiện chở hành khách đã được chứng nhận tại UAE. Rồi USCOM đã đang chuẩn bị cho các cái bước tiếp theo để được chứng nhận. Vâng, cái câu này thì chúng ta thấy thật là tuyệt vời phải không ạ? Khẳng định rằng là phương tiện giao thông của ngày hôm nay chứ không phải của tương lai nữa rồi. Mà trước đây chúng tôi khẳng định nó là phương tiện giao thông. Các nhà báo của các hãng thông tấn đã có thể tự xác minh điều này bằng cách đi trên đường hành khách được chứng nhận đang hoạt động. Đó. Các nhà báo này, các cái hãng truyền thông, rồi các cái thông tấn, báo chí đúng không ạ? Đến khu trung tâm đổi mới công nghệ tại Sharia có thể chứng minh được cái lời nói đó là thực tế. Các hành khách và các cái nhà báo có thể là di chuyển trên những cái phương tiện mà đã được chứng nhận đang hoạt động như thế nào. Đối với các ấn phẩm có liên quan thì các hãng truyền thông, thông tấn khác nhau. Đấy, chúng ta có rất là nhiều các cái hãng truyền thông, thông tấn, báo chí đưa tin như là Sara Test Check đúng không ạ? Đây chúng ta thấy. Rồi tí nữa, mời quý vị và các bạn cùng với Phổ Bình chúng ta sẽ lướt qua một số các cái bài báo này. Rồi chúng ta thấy Construction Week, tuần lễ xây dựng, rồi MSN News, Zazwaya, rất là nhiều đúng không ạ? Zazet Void, đó. Rồi Transport and Logistics, rồi Future Tech, Trending View. À, đây là một cái bài báo Trending View rất là hay phải không ạ? Trên đúng không ạ? Rồi Filipino này, rồi Logistics này. Đó, Good Today. Rồi Insider. Rất là nhiều phải không ạ? Còn đây rất là nhiều các cái bài báo của tiếng Ả Rập. Nhà mình không đọc được cái tiếng Ả Rập. Vâng. Rồi Sara 24. Đó, rất là nhiều. Đây là một loạt các cái truyền thông đưa tin. Như vậy có thể nói rằng là chúng ta đang trong cái quá trình mạnh mẽ tiến ra thị trường toàn cầu. Và các cổ đông của Segway thực sự rất là vui mừng. Chứng minh một điều rằng công nghệ Segway của chúng ta không cần phải nói nhiều. Đến giờ phút này thì cái sự thành công nó đã đến rất là gần rồi. Thực sự là A Phủ Bình, Ngọc Bình rất là tiếc cho các quý nhà đầu tư khi biết cơ hội với Segway mà chưa kịp sở hữu cổ phần Segway. Đi tin vào những cái thông tin của những cái tờ báo lá cải hay là những cái blog cá nhân đưa tin không hay về công nghệ Segway, trong khi đó không chịu tìm hiểu các cái thông tin chính thống trên các cái phương tiện truyền thông, báo chí uy tín. Như vậy đó là lỗi của quý vị. Ngọc Bình vẫn nói rằng là cơ hội với Segway hiện nay thì vẫn còn. Tuy nhiên thì nó đang khép dần lại rồi. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ kết thúc quá trình được góp vốn vào cổ phần gốc. Như vậy quý vị còn chần chờ gì nữa khi mà hàng loạt các cái truyền thông, uy tín, báo chí đã đưa tin rồi. Và đương nhiên, một cuộc bùng nổ về thông tin như thế này thì chắc chắn sẽ có nhiều những cái nhà đầu tư lớn, hay chúng ta thường nói với nhau đó là những nhà đầu tư cá mập, có thể sẽ tham gia đầu tư. Và đương nhiên cái việc đó sẽ sớm kết thúc quá trình huy động vốn. Và như vậy thì cơ hội nào cho các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta? Cơ hội đã có, quyết định ở phía quý vị các bạn. Đón nhận hay không là phía quý vị các bạn. Chúng ta hãy tìm hiểu những thông tin chuẩn nguồn chính xác từ những cái kênh uy tín. Và đây thì chúng ta hãy cùng lướt qua một số các cái trang bài viết về Segway trong thời gian gần đây. Và trước khi đến với chi tiết những cái bài viết như thế này thì chúng ta khẳng định với nhau bằng một cái tựa đề của bài viết trên, đó là vận tải hành khách và hàng hóa USCA đã sẵn sàng. Quý vị ạ, đã nghe sẵn sàng.
cái câu sẵn sàng là chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ các cái yếu tố sẵn sàng rồi mà. Thì chúng ta đang chuẩn bị đầy đủ các cái yếu tố để gia nhập thị trường thương mại toàn cầu, đúng không? Chúng ta nghe đấy là gia nhập thị trường toàn cầu. Thì điều này nói lên thị trường toàn cầu thì quy mô có lớn không ạ? Đương nhiên, về thị trường toàn cầu, về ngành giao thông vận tải, đặc biệt là nhu cầu về giao thông vận tải thông minh như công nghệ Segway chúng ta thì cực kỳ lớn. Ở bất kể các quốc gia nào cũng mong muốn có cái công nghệ Segway. Và cũng sắp hết năm 2021 rồi quý vị ạ. Quý vị sẽ thấy vào năm 2022 thì chúng ta sẽ thấy một cuộc bùng nổ thực sự lớn. Lúc đó các cổ đông đã là người chiến thắng. Những ai nắm giữ cổ phần Segway đến giờ phút này thì chúng ta đã thấy được cái kết quả rồi đấy ạ. Thương mại rồi, đúng không ạ? Đã thương mại. Và vào năm 2022 thì gia nhập thị trường toàn cầu. Rất là khủng khiếp. Vâng, để không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa thì ngay sau đây A Phủ Bình sẽ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thông tin một số đấy ạ. Còn nhiều lắm, như tìm hiểu một số thông tin. Đó, đây chúng ta hãy tìm hiểu thông tin này. Đây là thông tin trên tờ theleisurelive.com. Quý vị có thể vào tên miền theleisurelive.com. Có đưa tin. Và mình chuyển một tí, đúng không ạ? Đây đang là ở tiếng Anh, đúng không ạ? Live High Speed Skyport. Đó, đúng không ạ? Mình sẽ chuyển sang Google Dịch để chúng ta cùng vị hãy chờ mình cóp sang để chúng ta cùng nhau dịch cái trang này để nó như thế nào, phải không ạ? Rất là tuyệt vời. Không, chúng ta vào Chrome đi. Chúng ta sẽ vào Chrome để chúng ta tìm hiểu thông tin này bằng tiếng Việt. Và sau đó thì chúng ta hãy cùng nhau đọc cái thông tin này. Đó. Đây là trên tờ theleisurelive.com có đưa tin. Quý vị hãy chờ đợi một chút xíu để cho nó loát, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đấy ạ. Và đây thì trong khi chờ đợi nó loát thì chúng ta đã thấy những cái hình ảnh của con Uluka đã được chứng nhận tại bên Saria đây rồi. Đó, đây là cái nguyên văn của bài viết. Rất là tuyệt vời, không ạ? Vâng. Mạng loát có vẻ hơi chậm. Quý vị hãy chờ với A Phủ Bình một chút xíu thôi. Thì chúng ta hãy cùng đến với cái thông tin này luôn. Tương đối là chậm quý vị ạ. Nhưng không sao. Chúng ta hãy cùng chờ đợi một chút. Vâng. Vâng, trong khi chờ đợi thì chúng ta hãy thấy đây rồi, tờ con Jackson Wick, đúng không ạ? Rồi rất là nhiều các cái kênh uy tín như này. Future Tech cũng là một cái kênh công nghệ của tương lai rất là uy tín. Rồi kênh Sara 24 ở đây cũng đã đưa. Dạ. Mạng thời gian này thì mạng có vẻ là hơi chậm. Không biết là ở phía quý vị và các bạn như thế nào, như ở trên Ngọc Bình thì mạng ở thời gian này nó hơi chậm. Vâng, có lẽ rằng là nếu quý vị muốn tìm hiểu kỹ hơn về các cái thông tin trên trang báo uy tín này thì có thể là liên hệ với Ngọc Bình để Ngọc Bình sẽ gửi cho quý vị các cái đường link. Ở đây thì trong cái video này thì Ngọc Bình đang cho quý vị các cái thông tin
rất tiếc là mạng nó hơi lag nên không tải được. Nhưng không sao, chúng ta có các cái thông tin ở đây và các đường link nó đã có sẵn. Đây là kênh Sara 24. Đó. Rất là nhiều các cái thông tin chính thống từ các cái phương tiện truyền thông báo chí uy tín rồi, đã đưa tin vào cuộc rồi. Cơ hội segue của chúng ta đang dần dần tiến ra thương mại trên quy mô toàn cầu. Quý vị hãy lưu ý như vậy. Tiến ra thương mại trên quy mô toàn cầu. Vâng, có lẽ rằng là mạng nó hơi lag nên là không thể gửi tới cho quý vị các bạn những cái thông tin ở trên video này được. Thì quý vị và các bạn có thể là liên hệ ngay với A Phủ Bình, với Ngọc Bình, thì Ngọc Bình sẽ gửi cho quý vị các cái đường link để ở nơi quý vị có mạng khỏe hơn thì quý vị có thể tìm hiểu được những cái thông tin từ những cái bài viết như thế trên các cái kênh truyền thông. Đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn quý vị và các bạn. Vâng, thì video ngày hôm nay Ngọc Bình đã cung cấp cho quý vị các bạn bài viết mới nhất trên trang USky Transport ngày 3 tháng 11 ngày hôm qua thôi. Đó là vận tải hành khách và hàng hóa USky đã sẵn sàng gia nhập thị trường toàn cầu vào năm 2022. Như vậy là một lần nữa, A Phủ Bình rất là ưng cái bụng với Skyway. Và nếu quý vị các bạn, các quý vị cổ đông, các quý vị nhà đầu tư cũng ưng cái bụng giống như A Phủ Bình thì quý vị hãy nhanh chóng sở hữu cổ phần của Skyway và lan tỏa giá trị này đến nhiều người hơn. Và đương nhiên rồi, nếu quý vị và các bạn yêu mến A Phủ Bình thì không quên dành những cái tình cảm cho A Phủ Bình bằng những nút đăng ký kênh YouTube và chia sẻ những đường link YouTube để nhiều nhà đầu tư nắm bắt được cơ hội này hơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. A Phủ Bình xin chào.